Và em xin đọc tên từng anh. Và xin mời các anh bước lên đài điều khiển. Các anh vui lòng tập trung tại cầu thang, phía cầu thang giúp em đọc tên các anh trong đội bước lên nha. Vị trí thứ nhất và cũng là top 25 ngày hôm nay gồm có anh Dương Nghĩa, số 1 anh Dương Nghĩa, xin mời anh ạ. Số 2 anh Phan Văn Vinh. Số 3 anh Trần Quỳnh Phương. Số 4 anh Nguyễn Vũ Đình Phương. Anh Trần Quỳnh Phương, anh Trần Quỳnh Phương. Số 5 anh Dương Tấn Sơn. Số 6 anh Dương Bảo Cang. Số 7 anh Phan Văn Thịnh. Số 8 anh Nguyễn Tư Chiều. Số 9 anh Di Đồng. Số 10 anh Nguyễn Tiểu Long. Số 11 anh Nguyễn Công Nguyên. Số 12 anh Tạ Minh Châu. Lợi thế của tập tên trước là chọn chỗ trước anh. Còn lại thì các anh không có chỗ đứng ngoài sau em. Số 13 anh Vũ Tiến Hải. Số 14 xin mời anh Vinh Sát Dụng ạ. Xin mời anh Vinh ạ. Số 15 xin mời anh Nguyễn Giang Nam. Các anh sẽ có 2 phút để one up. Và trước khi one up thì em xin có vài điều để nhắc nhở các anh. Các anh sơ bích khi mà thả xe xong vui lòng đi phía bên ngoài và bên trong chắc lại giùm em nha. Và các anh lưu ý là khi mà vào chăm xong, các anh bích trong đường bích, tàu bích đưa xe vào bên bích chăm xăng, xuất phát hết đường bích nha. Các anh nào vi phạm thì em xin trừ thẳng một lát. Em không nhắc nhở nữa thì vì tất cả các anh đã đứng được đến cái bảng A đều là chuyên nghiệp hết rồi, nên là sẽ không nhắc nhở nhiều và em sẽ đuổi thẳng khi mà các anh vi phạm tại đường bích nha. Ok, xin mời tất cả anh nổ máy. Trước khi nổ máy thôi nha, chưa xuất phát nha, chưa có bắn đất nha. Ngọc ơi, chúng ta sẽ diễn ra vòng chung kết A với thời gian tiếp theo sẽ là 60 phút. Đấu sau đây sẽ là trận đấu cuối cùng của vòng chung kết.
Trên dây có dán số á, tất cả anh xem trên dây giùm em đi. Từ từ thôi, dớt cái mồi rồi kìa. Từ từ đây. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu chỉ nhau vòng chung kết đao với thời gian sẽ là 60 phút. Bắt đầu 10 giây đếm ngược. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Tất cả đặt xe xuống. Buông tay ra. Đặt xe xuống. Chúng ta vừa bắt đầu vòng chung kết đao. Gồm có các anh vận động viên sau đây: anh Dương Đại Nghĩa, anh Phan Văn Chinh, anh Trần Bình Phương, anh Nguyễn Vũ Đình Phương, anh Dương Tuấn Sơn, anh Dương Bảo Cang, anh Phan Văn Thịnh, anh Nguyễn Tư Kiều, anh Duy Đồng, anh Nguyễn Tiểu Long, anh Nguyễn Công Nguyên, anh Phạm Đức Châu, anh Vũ Tiến Hải, anh Đinh Quốc Dũng và anh Nguyễn Nga. Tất cả gồm có 15 vận động viên để tranh tài trong bảng chung kết A. Anh vui lòng di chuyển nhanh nào.
thứ tư của trận đấu. Anh Dương Đại Nghĩa 6 lát, anh Trần Quỳnh Phương 6 lát, anh Dương Tiến Sơn 6 lát, anh Dương Bảo Nghe 6 lát, anh Nguyễn Công Viên 6 lát, anh Văn Dương 6 lát, anh Vũ Tiến Hải 6 lát, anh Nguyễn Đình Dương 6 lát, anh Di Động 6 lát, anh Đặng Châu 6 lát, anh Nguyễn Lê Triều 5 lát, anh Minh Dũng 5 lát, anh Nguyễn Sửu Long 5 lát, anh Nguyễn Giang Nam 5 lát, anh Nguyễn Giang Nam 3 lát, anh Phan Văn Thịnh 3 lát. Qua Dương Đại Nghĩa tạm đang dẫn đầu, vị trí thứ nhì là anh Trần Quỳnh Phương, vị trí thứ ba là anh Dương Tiến Sơn. Anh đang dẫn đầu, anh Dương Đại Nghĩa, vị trí thứ nhì anh Dương Tiến Sơn, vị trí thứ ba anh Phan Văn Vinh. Tố cáo anh Cang cắt từng bít nha anh Cang. Ba vị trí đầu tiên gồm anh Dương Đại Nghĩa, anh Phan Văn Vinh, anh Trần Quỳnh Phương.
Các anh sợ bếp vui lòng ngồi xuống giùm nha. Các anh sợ bếp vui lòng ngồi xuống giùm đi ạ. Xin nhắc lại các anh sợ bếp vui lòng ngồi xuống giùm ạ. Nào, sau với tiếng chú vui lòng ngồi xuống giùm đi ạ. Mười của trận đấu, anh Dương Đại Nghĩa 16, anh Phan Văn Dung 16, anh Trần Bình Phương 16. Đã vương lên vị trí thứ nhất với số lá là 18 lá. Vị trí thứ nhì là Dương Đại Nghĩa, vị trí thứ ba là Trương Bình Phương. Phút thứ 12 của trận đấu, anh Dương Đại Nghĩa đã vươn lên vị trí thứ nhất rồi. 19 lá. Vị trí thứ nhì anh Phan Văn Dung 19, vị trí thứ ba Trường Bình Phương. Anh Duy Đồng 19, anh Vương Tuấn Sơn 18, anh Tạ Minh Châu 18, anh Nguyễn Công Nguyên 18, anh Nguyễn Vũ Đình Phương 18, anh Nguyễn Tư Kiều 18. Tê số 14 vừa cắt đường đích, anh Vinh Thế Dũng. Chuẩn bị bước sang phút thứ 14.
anh Dương Tài Nghĩa 22, Văn Kim 22, anh Trần Quỳnh Phương 22, anh Duy Đồng 21, anh Nguyễn Vũ Đình Phương 21, anh Dương Tuấn Sơn 21, anh Tạ Minh Châu 21, anh Nguyễn Công Nguyên 21, anh Vũ Tiến Hải 21, anh Dương Bảo Cang 20, anh Nguyễn Tuấn Kiều 20, anh Nguyễn Tú Long 20, anh Minh Thất Dụng 19, anh Phan Minh Thịnh 12.
20 với trận đấu anh Dương Đại Nghĩa 32, anh Trần Quỳnh Phương 32, anh Ba Minh Kinh 32, anh Duy Đồng 31, anh Tạ Minh Châu 31, anh Dương Tấn Sơn 30, anh Nguyễn Công Nguyên 30, anh Dương Bảo Cang 30, anh Nguyễn Tư Kiều 30, anh Nguyễn Vũ Long 30, anh Vũ Tiến Hải 29, anh Minh Phát Dũng 28, anh Dương, anh Nguyễn Vũ Đình Sơn 26. Đem cái xe đó vô luôn.
Anh Phú ơi, đi vào bên trong luôn nha. Anh Phú đi vào bên trong. Số 2 ngồi xuống. Anh Phan Văn Chinh 46, anh Trường Quỳnh Phương 46, anh Dương Đại Nghĩa 46, anh Tạ Minh Châu 44, anh Duy Đồng 44, anh Dương Tiến Sơn 44, anh Nguyễn Công Nguyên 43, anh Dương Bảo Cang 42, anh Nguyễn Duy Trường 42, anh Vũ Tiến Hải 38, 39, anh Nguyễn Vũ Đình Phương 37, anh Nguyễn Vũ Long 30. Thank you.
bước sang phút thứ 31. Anh Phan Văn Vinh 49, anh Trần Quỳnh Phương 49, anh Dương Đại Nghĩa 49, anh Tạ Minh Châu 47, anh Duy Đồng 47, anh Dương Tiến Sơn 47, anh Nguyễn Công Nguyên 46, anh Dương Bảo Trang, anh Dương Bảo Trang 45, anh Nguyễn Tư Triều 45, anh Vũ Tiến Hải 42, anh Nguyễn Vũ Đình Phương 40, anh Vinh Thanh Dũng 33. Thời gian còn lại của trận đấu là 28 phút. Chuẩn bị bước sang phút thứ 33. Anh Trần Quỳnh Phương 52, anh Dương Đại Nghĩa 52, anh Phan Văn Vinh 52. Điểm số đang có sự thay đổi vào phút thứ 33 của trận đấu.
thời gian còn lại của trận đấu là 24 phút. Hiện nay Tạm đang dẫn vị trí thứ nhất là anh Trần Vĩnh Phương, vị trí thứ nhì anh Phan Văn Chinh, vị trí thứ ba anh Dương Đại Nghĩa. Thời gian còn lại của trận đấu là 23 phút. Trận đấu Yeah.
đội chuẩn bị bước sang phút thứ 41. Anh Trần Bình Phương 68, anh Phan Văn Vinh 67, anh Dương Đại Nghĩa 67, anh Tạ Minh Châu 65, anh Dương Vĩnh Sơn 65, anh Duy Đồng 64, anh Nguyễn Công Nguyên 64, anh Nguyễn Công Kiều 63, anh Dương Bảo Cang 63, anh Vũ Tiến Hải 59, anh Nguyễn Chủ Đình Phương 56, anh Đức Cách Dũng 50. Phan Minh Vinh 72, anh Dương Đại Nghĩa 72. Tạm đây những vị trí đầu tiên của ngày hôm nay trong phút thứ 45 là anh Trần Bình Phương 73 lắp.
77, anh Trường Quỳnh Phương 76, anh Phan Văn Vinh 75, anh Dương Đại Nghĩa 75. Đấu chuẩn bị bước sang phút thứ 49. Anh Trần Quỳnh Phương 78, anh Phan Quang Dinh 77, anh Dương Đại Nghĩa 77. Thời gian còn lại của trận đấu là 10 phút. Đấu bước sang phút thứ 51, anh Trần Quỳnh Phương 81, anh Phan Văn Vinh 81, anh Dương Đại Nghĩa 80, anh Tạ Minh Châu 78, anh Dương Tấn Sơn 78, anh Di Đồng 78, anh Nguyễn Công Nguyên 77, anh Nguyễn Tư Kiều 76, anh Dương Bảo Cang 75, anh Vũ Tiến Hải 70, anh Minh Tiến Dũng 82. Đấu là 8 phút. Phút thứ 52 của trận đấu. Vị trí thứ nhất thuộc về anh Phan Văn Vinh. Vị trí thứ nhì là anh Trần Quỳnh Phương. Vị trí thứ ba anh Dương Đại Nghĩa. Vị trí thứ tư anh Tạ Minh Châu. Vị trí thứ năm anh Dương Tấn Sơn. Vị trí thứ sáu anh Di Đồng. Vị trí thứ bảy anh Nguyễn Công Nguyên. Vị trí thứ tám anh Nguyễn Tư Kiều. Vị trí thứ chín anh Dương Bảo Cang. Vị trí thứ 10 anh Vũ Tiến Hải. Vị trí thứ 11 anh Tinh Tất Dụng. Thank you.
Thời gian còn lại của trận đấu là 6 phút 50 giây. Thời gian còn lại của trận đấu là 6 phút 15 giây. Trận đấu chuẩn bị bước sang phút thứ 55. Anh Phan Minh Chinh 88, anh Trần Huỳnh Phương 88, anh Dương Đại Nghĩa 87, anh Tạ Minh Châu 84, anh Dương Đức Sơn 84, anh Dương Đồng 84, anh Nguyễn Công Nguyên 83, anh Nguyễn Sơn Kiều 82, anh Dương Bảo Khang 81, anh Vũ Tiến Hải 72, anh Minh Phước Dũng 88. Thời gian còn lại của trận đấu là 4 phút 40 giây. Còn lại là 4 phút. Thời gian còn lại là 3 phút 30 giây. Anh Phan Minh Chinh 91, anh Trần Huỳnh Phương 90, anh Dương Đại Nghĩa 89, anh Tạ Minh Châu 87, anh Dương Tấn Tư 87, anh Di Đồng 87, anh Nguyễn Công Nguyên 86, anh Tường Tư Kiều 85, anh Dương Bảo Khang 84, anh Vũ Tiến Hải 72, anh Minh Phước Dũng 70. Thời gian còn lại là 2 phút 30 giây. Thank you.
lại là 1 phút 50 giây. Còn lại 1 phút. Tất cả các xe qua máy em đi đều hết giờ.